Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của ChơiCoi Việt Nam. Ở trong video kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Metaverse, cũng như khám phá ra những tiềm năng thật sự mà Metaverse có thể mang đến trong tương lai. Nếu như bạn nào chưa xem được video đó, thì có thể nhấn vào phần gợi ý ở góc bên phải màn hình để xem lại. Và cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào tiếp theo từ chúng mình. Đa phần các nhà đầu tư khi tìm đến thị trường crypto đều bị thu hút bởi sự tăng giá nhanh chóng của các loại tài sản mà thị trường này mang lại. Khác với những thị trường truyền thống như chứng khoán, bất động sản, việc một loại tài sản trong thị trường crypto tăng giá nhanh chóng lên đến x5, thậm chí là x10 trong một khoảng thời gian ngắn là một điều diễn ra hết sức bình thường. Tuy nhiên, bên cạnh những giấc mơ màu hồng đó, thì việc bạn bị thua lỗ chia 5, chia 10, thậm chí là mất trắng tài sản cũng là điều bạn phải đối mặt bất cứ lúc nào. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về rug pull, cùng với đó là những sự kiện siêu kinh điển gây tổn hại rất lớn đối với các nhà đầu tư crypto. Rug pull là gì? Cách phòng tránh lừa đảo trong thị trường crypto. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu rug pull là gì. Rug pull xuất phát từ cụm từ pull the rug out from under, có nghĩa là rút một cách bất ngờ. Trong thị trường crypto và nền tài chính phi tập trung, rug pull là khái niệm chỉ các vụ lừa đảo mà dự án đã lên kế hoạch một cách bài bản để nhằm rút sạch hết tiền của nhà đầu tư. Đa phần các dự án lừa đảo nhằm mục đích rug pull sẽ niêm yết token của mình lên các sàn DEX như Uniswap, PancakeSwap. Sau đó, dự án sẽ cùng các market maker tiến hành làm giá, chạy các chiến dịch marketing để nhằm lôi kéo nhà đầu tư mua token khiến giá tăng liên tục. Khi giá của token đã tăng lên đến một mức độ nào đó, đội dev sẽ rút hết toàn bộ pool, xả hết các token để lấy lợi nhuận và cao chạy xa bay. Theo như báo cáo đến từ Chainalysis, trong năm 2021, thị trường crypto đã xảy ra đến 24 vụ rug pull, gây thiệt hại đến 2,8 tỷ USD. Con số này chiếm đến 37% lượng tiền 7,7 tỷ USD đã bị thất thoát trong năm nay do các thủ đoạn lừa đảo crypto. Nếu so với năm 2020, rug pull đã tăng vượt bậc cả về số lượng lẫn thiệt hại. Sau đây là một số vụ rug pull tiêu biểu gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là dự án rug pull gần đây nhất, Squid Game. Đây là một dự án được lấy ý tưởng từ bộ phim Hàn Quốc cùng tên đình đám, hứa hẹn sẽ mang đến một trò chơi play to earn có nội dung game gần sát với phim, được niêm yết trên sàn PancakeSwap và Dodo BSC vào tháng 10 năm 2021. Sau một tháng niêm yết, giá của token Squid đã tăng từ 38.32 USD lên 2.856.54 USD, sau đó giảm xuống gần bằng 0 USD chỉ trong một tiếng đồng hồ. Do dự án được lấy tên theo bộ phim Squid Game, nên vụ rug pull kỳ này đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người và được xem như là một vụ rug pull kinh điển trong năm 2021. Và tiếp theo là vụ rug pull liên quan đến một dự án rất nổi tiếng trong giới DeFi hiện nay, SushiSwap. Sau khi dự án phát triển và giá sushi đạt đỉnh, một người trong đội ngũ phát triển dự án tên Jeff Nomi đã bất ngờ rút lượng lớn thanh khoản trị giá lên đến 14 triệu USD, làm cho giá của token sushi bị giảm sâu từ 9 đô xuống 1 đô trong thời gian chưa đầy một tuần. Tuy nhiên sau đó, Sam Bankman-Fried, CEO của FTX, đã ra tay cứu vớt dự án bằng cách đứng ra nắm quyền kiểm soát từ tay Jeff Nomi. Từ đó, dự án đã lấy lại được niềm tin từ cộng đồng và phát triển đến ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì thị trường crypto cũng đã trải qua rất nhiều vụ hack. Có thể kể đến đó chính là giao thức Poly Network xác nhận đã bị tấn công xuyên chuỗi với thiệt hại ước tính lên đến 611 triệu đô. Đây được xem là vụ hack gây thiệt hại lớn nhất trong giới crypto. Cream Finance bị hack lên đến tận 3 lần trong một năm. Sự việc gần đây nhất vào tháng 10 năm 2021 với thiệt hại ước tính là hơn 130 triệu đô. Thorchain bị hack gần 8 triệu đô la mặc dù đã được hacker cảnh báo 2 lần trước đó. Hoặc đơn giản gần đây là vụ việc liên quan đến nền tảng blockchain nổi tiếng Phantom khi Andre Cronier, một trong những người có sức ảnh hưởng đối với DeFi và hệ sinh thái Phantom, thông báo sẽ ngừng cống hiến đối với dự án. Ngay sau đó, một lượng lớn token từ các dự án liên quan đến Phantom như Dearn Finance, Keep3R Network, Solidly đã có một đợt bán tháo mạnh mẽ. Các vụ hack diễn ra liên tục khiến cho nhiều nhà đầu tư lo ngại về bảo mật của công nghệ blockchain và tính minh bạch của những nhà phát triển dự án. Cùng với đó là những hoài nghi liệu những dự án này có thật sự bị hack hay chỉ đơn giản là những cú rug pull âm thầm của những ông lớn nằm sau những dự án này. Điều này khó mà có câu trả lời chính xác được khi những nạn nhân từ những vụ rug pull không được bảo vệ do blockchain vẫn chưa được pháp luật công nhận và hợp pháp hóa. Nên làm gì để hạn chế rug pull ập đến? Rug pull có thể diễn ra bất cứ khi nào mà chúng ta không ngờ đến, ngay cả khi đó là những dự án uy tín đã tồn tại từ rất lâu trên thị trường. Chính vì thế, chúng ta cần phải có cho mình những cách để hạn chế rủi ro nhất định như sau. Kiểm tra tính thanh khoản. Các dự án tốt thường có pool thanh khoản cao, lên đến hàng triệu USD, đi kèm với đó là cơ chế khóa token trong một khoảng thời gian dài để tránh xả trong thời gian ngắn. Xem các kênh thông tin liên quan đến dự án, nên theo dõi các kênh thông tin truyền thông của dự án như Telegram, Twitter, GitHub để cập nhật tình hình hoạt động của team phát triển. Một dự án tốt sẽ luôn cập nhật tình hình liên tục và thường xuyên cho bạn.
xác nhận thông tin của team phát triển dự án. Các dự án ẩn danh trong thị trường crypto khá là nhiều. Mặc dù đây là cách tốt nhất để bảo mật thông tin cho các dự án phi tập trung, nhưng điều này đang dần bị các kẻ xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Nếu dự án Team Dev ẩn danh và các tài khoản thông tin liên quan đều mới chỉ được tạo trong một khoảng thời gian ngắn, sẽ là một tín hiệu cảnh báo lớn đối với bạn. Và cuối cùng, tuyệt đối không all-in. Chỉ nên tham gia với số vốn có thể mất, luôn áp dụng bảo toàn vốn. Không all-in cho dù bạn có tự tin đối với tiềm năng của dự án đến mức nào đi chăng nữa. Và đó là những thông tin liên quan đến Rug Pull mà chúng mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Thị trường crypto thì luôn được đánh giá là một thị trường tiềm năng, nhưng đi kèm với đó là rất nhiều rủi ro có thể xảy ra, gây mất trắng tài khoản. Các bạn vẫn nên có những kế hoạch đề phòng cho những trường hợp xấu nhất. Và hy vọng rằng video này sẽ cung cấp đến các bạn nhiều kiến thức. Nếu thấy nó hay và bổ ích, hãy tiếp thêm động lực cho chúng mình bằng cách để lại một like và một đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.